Ok, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cho xúc xích ăn. Còn vừa sữa này, sau đó sẽ là ăn táo tàu và ăn dưa. Tôi được chăm sóc xúc xích. Và hiện tại sức khỏe xúc xích thì cũng không được khỏe cho lắm. Hiện tại tôi đang phải cho xúc xích uống sữa, cũng như là phải cho uống thuốc như là thuốc ho bổ phế này, cũng như là thuốc về nhiệt miệng. Hiện thì tôi mong rằng xúc xích sẽ sớm khỏe lại. Xúc xích rất thích ăn dưa hấu, vừa là ăn táo bọc. Nếu mà các bạn muốn theo dõi hiểm xích, lại nhau chia sẻ video clip này để có thêm nhiều người xúc xích hơn. Các bạn có lưu ý không nào?